đi đâu mà bận đồ lộng lẫy vậy? Cửa mắt nữa hả? Working with the dog. Working with the dog. Dắt chó đi vào. À. Em đi nha. Đi thôi, Heinrich. Công nhận á, chân chỉ với đôi giày á giống như thuộc về nhau vậy đó. Em biết sao không? Một khi chân đã đẹp á là máng gì cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi đẹp quá vậy trời. Công nhận đẹp thiệt. Chị thử luôn chiếc này nha. Đi em giúp chị. 10 triệu hả em? À, dạ đúng rồi ạ. Ồ. Tính thử mà sao thấy rẻ quá. Ờ, tụi mình có giày nào giá mắc hơn đôi này không em? Dạ có chị, ở phía bên này nè chị. Mời chị qua coi nha. Mời chị xem. Ờ, tiếc quá. Mấy cái này không có đủ tầm với chị. Thôi, để bữa khác mà có hàng mới về chị ghé xem ha. Dạ. Cảm ơn em. Trời ơi. Xin lỗi em nha. Hư lắm. Đi về. Chị, chị đi đâu vậy chị? Chị giải quyết chuyện này cho em chứ. Ờ, chị mới thay mặt Harris xin lỗi em rồi đó. Xin lỗi. Nó cắn nát đôi giày 10 triệu của shop em là xin lỗi là sao chị? Ví dụ như mà mình đi ăn nhà hàng, mình làm bể cái ly, nhà hàng có bắt mình đền không ta? Chuyện cái ly với chuyện đôi giày nó hoàn toàn khác nhau chị. Chị phải giải quyết cho em. Chị... cho chị đi về đi chứ chị ở đây chị không có tiền đền. Chị vừa nói giày ở shop em không đủ đẳng cấp cho chị. Bây giờ chị nói chị không có tiền. Chị không có tiền chị vô đây rồi thử giày làm gì? Chị thử cho biết. Thử cho biết. Không có tiền. Chị không có tiền. Tiền trong túi của chị nè. Có, chị có tiền. Là chị đã rồi. Có. Nè, giấy này chị đem theo để hốt phân cho Eric. Sáng giờ xài mấy miếng, còn 2 miếng. Còn 12.000 để tí đi xe buýt về. Chị nói gì vậy? Nhưng chị sang trọng vậy, mà không có tiền, tới nổi không? Em cũng bất ngờ vậy chị phải không? Chị đi đâu vậy? Chị đền. Chị đền mà. Đền gì? Cầm đi, có cấn được gì thì cấn. Đôi giày này chị mua 15 triệu á. 15 triệu? Em thiếu chị lại 5 triệu nha. Chị nói cái gì? Mấy cái đồ này ở ngoài cửa hàng Sida đầy mà. Ừ là sao chị? Em hiểu chị mà, phải không? Nói tóm lại là chị giải quyết cho tôi cái vụ này. Đôi giày 10 triệu. Eric, đừng nhào vô cắn robot nha. Đó, để cấn nợ đó. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.